Xin chào mọi người đã quay trở lại với Phòng Bóng Truyền. Hôm nay ngày 31 tháng 8 diễn ra những trận đấu cuối cùng giải bóng truyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2024. 11 giờ sẽ là trận đấu tranh hạng 78 giữa câu lạc bộ Henan Trung Quốc và câu lạc bộ Pen Master Philippines. 13:30 sẽ là trận đấu tranh hạng 56 giữa câu lạc bộ Aramade Nhật Bản và câu lạc bộ Kingway Taipei Đài Bắc Trung Hoa. 16 giờ sẽ là trận đấu tranh hạng 3 giữa câu lạc bộ Kuonis Kazakhstan và câu lạc bộ Expressway Hàn Quốc. Và vào lúc 19 giờ sẽ là trận đấu tâm điểm và cũng là trận đấu chung kết giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và câu lạc bộ Korebeka Liên bang Nga. Trong đó, trận đấu tâm điểm trong ngày hôm nay mà người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam chờ đợi chính là trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Korebeka Liên bang Nga. Với Korebeka, đội bóng này đang thể hiện sức mạnh đáng nể ở giải đấu năm nay khi tiến tới trận chung kết mà chỉ để thua 2 set đấu. Họ đã có những chiến thắng dễ dàng từ vòng đấu bảng, tứ kết, rồi bán kết. Korebeka có thể hình và chiều cao rất ấn tượng. Đội bóng này có lối chơi cực kỳ biến hóa, khả năng phòng thủ, tấn công và bước một của đội bóng này cũng rất tốt. Vì vậy, chắc chắn đây sẽ là một trận đấu đầy khó khăn và thách thức với đội tuyển Việt Nam. Còn với đội tuyển Việt Nam, chúng ta cũng đang có phong độ tốt dần lên sau từng trận. Ở trận đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã thất bại trước Kuonis Kazakhstan với tỷ số 0-3. Tuy nhiên, đến trận đấu thứ hai gặp đội bóng Expressway Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đã chơi rất tốt để có được chiến thắng với tỷ số là 3-2. Và trong trận đấu thứ ba, đội tuyển Việt Nam lại có thêm một chiến thắng nữa với tỷ số 3-0 trước câu lạc bộ Pen Master Philippines. Đến vòng đấu tứ kết, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Henan Trung Quốc với tỷ số 3-0 thuyết phục. Và trong trận đấu bán kết ngày hôm qua, thêm một lần nữa, đội tuyển Việt Nam đã chơi rất hay để có được chiến thắng 3-0 trước câu lạc bộ cũng rất mạnh, đó chính là câu lạc bộ Expressway Hàn Quốc. Hãy cùng Phong dự đoán đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu chung kết của giải. Chơi cặp chủ công vẫn sẽ là Vi Thị Như Quỳnh và Trần Tú Linh. Đối chuyền đó là Nguyễn Thị Bích Tuyền. Chuyền hai Đoàn Thúy Lâm Anh. Cặp đôi phụ công đó là Lê Thanh Thúy và Nguyễn Thị Trinh và libero Khánh Đăng. Đây được coi là đội hình tốt nhất của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu lần này rồi. Tất cả những trận đấu trong ngày hôm nay sẽ được trực tiếp trên kênh VTV2, VTV5, VTV Cần Thơ. Ngoài ra, trên kênh YouTube VTV Thể Thao cũng sẽ trực tiếp những trận đấu này. Mọi người nhớ lịch thi đấu để cổ vũ đội tuyển Việt Nam nha mọi người. Chắc chắn trong ngày hôm nay, khán giả sẽ đến với nhà thi đấu Ninh Bình rất đông để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Hy vọng rằng với sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng với tinh thần hưng phấn, đội tuyển Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ để có được chiến thắng và giành chức vô địch. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.